thấy trong cái thời điểm gần Tết này bệnh hoạn nhiều, từ trong chùa cũng có mà ngoài đời cũng có rất nhiều. Thì Đức hỏi nhiều người ngoài đời vô, ta nói bệnh viện có chỗ chứa, bệnh hoạn rất nhiều. Vì biết rằng nó ảnh hưởng từ cái tâm con người ra, tâm tâm con người mình sinh ra nhiều. Chúng ta sống trong đây chúng ta bị cộng nghiệp hết. Như cái người nghe đạo của mình nó đặc biệt ngay là cái tâm trạng. Dù mình cũng bệnh như người ta mà mình hoàn toàn tâm trạng khác người ta. Khác người ta hết. Bởi vì nghĩ trong dịp Tết này mà bây giờ nhiều người ta thất nghiệp. Nhiều người người ta làm ăn không được. Buôn bán thì nhiều mà người mua ít. Nên từ nơi đó mà cái tâm con người ta nó ảnh hưởng lớn. Nhiều công ty xí nghiệp thì giảm bớt người làm. Nên từ nơi đó mà tâm con người nó quá buồn khi Tết nhất tới mà không có tiền. Vì nhìn con mình thì đòi đồ này kia đồ kia mà lại không có tiền mua cho nó. Nó buồn lắm quý vị ơi. Nên từ nơi cái tâm buồn không vui đó rồi. Khi mà Tết nhất đồ này nọ gì nó sanh ra nhiều thứ loại. Tai nạn hay bệnh tình này kia. Nên những đức nói rằng là khi chúng ta đi đến một cái nơi mà vui chơi đồ, có khi nó lỡ cộng nghiệp nguy hiểm. Tại khu vui chơi là đa phần con người ta sát sanh hại vật, ăn nhậu. Nên khi mà nghiệp nó ập xuống là nó hoàn toàn lãnh đủ. Quý vị để ý đi nghe. Quý vị để ý, dịch bệnh nó khi nó tràn lan nó mạnh nhất là những trung tâm thành phố, những cái nơi dân cư đông người bị đi phải không? Chứ thôn quê cỡ nào cỡ quý vị không đến nỗi quá đáng. Vì sao? Vì thôn quê dân cư thưa thớt, con người người ta thì dù có cỡ nào chăng nữa nó cũng đỡ tối đa hơn là cái nơi mà khu dân cư quá đông con người các tỉnh thành tập trung về. Ai cũng là phải cố gắng nỗ lực tranh đấu để mà có được vật chất cho bản thân mình. Từ nơi cái tâm này nó kết thành một cái đại nghiệp đó quý vị. Nên khi mà kiếp nạn, nghiệp duyên đến nó thường ngay những điểm đông người, những chợ búa đông người, những nơi mà trung tâm lớn ưa bị nặng nhất. Tại vì lòng người ở nơi đó khó quán xuyến, quản lý họ lắm. Tại họ là những người dân tha phương khắp nơi tập trung về. Nên cái nơi mà nhiều người tu hành có cái nghiệp nặng cỡ nào nó cũng chuyển thành nhẹ, nghiệp nặng chuyển nhẹ, nghiệp nhẹ biến mất luôn. Nên những đức nói rằng là mỗi một con người mà chúng ta tiếp nhận đạo pháp, trong gia đình chúng ta nên có thờ ngôi Tam Bảo. Cái này quan trọng lắm. Tại vì khi mình thờ ngôi Tam Bảo thì tại nhà mình dù cái gì đi chăng nữa mình cũng có cái điểm để mà mình cầu nguyện. Có điểm để cầu nguyện. Khi mà có kiếp nạn gì bất tử chúng ta không có chạy đi đâu mà xa được đâu. Nên tại gia đình chúng ta có ngôi Tam Bảo. Nên cái đặc biệt của cái người nghe đạo đấy vị là cái tâm tính của người mình nó bình tĩnh lại. Trong cái kiếp nạn bệnh hoạn hay là sự cố này kia mình không có sợ như người bình thường. Mình sẽ giữ được trạng thái tự nhiên của mình. Này quan trọng lắm quý vị à. Có những con người nghe quý vị, bệnh đau nghèo chưa chết mà bị dọa chết. Sự cố chưa đến mà dọa chết mình. Dọa mình là xanh mặt xanh mày. Nhớ kỹ. Nên cái tâm mỗi một con người chúng ta nghe đạo nó hơn con người không nghe đạo ngay một cái mình hết sức bình tĩnh. Dù có bệnh tình gì đi chăng nữa thì nó cũng hết à. Còn không hết thì chết. Vậy thôi.
Quý vị thấy là những đứt ho cỡ khoảng chắc là nửa tháng nay ho nhiều nhất. Quý vị thấy những đứt có nghỉ giảng buổi nào không? Nghỉ giảng buổi nào đâu? Khang khang tiếng giảng một chút, nó chìm cái khang, nó lòi cái tiếng rõ ràng ra, nó rõ ràng luôn quý vị. Còn nếu gặp sợ sợ tắt tiếng luôn, lo tắt tiếng. Như quý vị có nhiều người vừa cảm xúc cái tắt tiếng, không nói được gì. Gặp người ta, gặp chị hai chị ba. Thấy không? Còn người ta ho sạch sạch mà rầm rầm, thấy không? Chuyện tối ngày. Nó Phật Bồ Tát giang hộ. Mình làm việc cho Phật Bồ Tát mà. Ngủ đêm sáng nay tắt tiếng, ngày mai Bồ Tát cũng giang hộ. Chúng ta là người tin Phật thì thuận nghịch gì cũng Phật Bồ Tát gia hộ. Thuận thì là duyên của mình thuận, còn nghịch thì cái nghiệp duyên của mình phải trả cái nghịch để tiêu cái nghiệp, trả cái qua báo thế gian để tránh quả báo tam đồ ác đạo. Phật Bồ Tát thương mình nên cho mình trả cái nhẹ để mà mình tránh được cái nặng của khổ đau ở tam đồ. Nên quý vị thấy cái lớp đạo làm con chúng ta bây giờ xuyên qua nhân quả Phật Pháp hết luôn, trở thành cái lớp học Phật Pháp luôn quý vị. Không? Rõ ràng không? Từ từ ở đây cũng như là một cái thờ cộng tu, thờ khóa cộng tu của Chủ Nhật luôn. Đi rang luôn, nó bẻ từ từ nghiêng qua thành thờ khóa cộng tu của Chủ Nhật. Quá đặc biệt. Nên mấy bé nhỏ này nghe viết cũng ảnh hưởng luôn, cũng siêng niệm Phật. Cũng như các con nghe những đứa kể câu chuyện mà đứa bé kia mà bà cho cái máy niệm Phật đeo, rõ ràng bà có kể cho máy niệm Phật đeo. Vậy mà đeo máy niệm Phật, bật điệu niệm Phật gì đó nghe, mà đi đến cái khúc vắng mà nghe có người nói kêu xô nó đi. Xong có người nói một tiếng là thôi đừng có xô nó, nó đeo máy niệm Phật. Nếu mà không đeo máy niệm Phật là bị xô rồi. Ai xô? Ma xô. Ví dụ như mình gái thì mình ra đường đi, thằng nào chạy xe ngang chọc tầm bậy tầm bạ mình, không cần nói chứ các con nghe lời những đức nè, các con đọc một cái câu này: Nam Mô A Di Đà Phật, chạy mắt dép liền. Nó chưa chạy các con cứ là nó nói câu nào các con cứ làm câu gì nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Có làm hoài vậy đó, nó nói gì nói con cứ làm câu hoài, làm câu đó: Nam Mô A Di Đà Phật. Con cứ làm gì đi, thằng đó bỏ đi chỗ khác mà các con lại có phước niệm Phật cho nó nghe, hiểu không? Còn thằng nào mà chọc đàng hoàng mình nói chuyện vài câu giả lả chơi thì tùy các con. Còn thằng nào mà lỡ mà chọc tầm bậy tầm bạ thì các con đừng có chửi lại, mà các con Nam Mô A Di Đà Phật đó, áp dụng cả đời nghe chưa, có phước. Mình niệm Phật là mình niệm vạn đức hồng danh, mình có phước. Mình niệm cho người ta nghe là người ta được gieo chủng tử Phật, để người ta thành tựu con đường sau này người ta được làm Phật. Phước cái con lớn. Thấy không? Là ở đây mà bữa nay mà nghe được câu này là vô mánh rồi đó. Câu này là câu hồi xưa giờ chưa từng nói lần nào. Đúng không? Cả mấy đứa nhỏ con gái đây cũng vậy, mà cả mấy cô lớn lớn mà chưa có chồng cũng vậy. Ai mà chọc đàng hoàng thì trả lời nói chuyện vài câu, còn ai mà người ta chọc lãng quạng, hoặc mấy cái bà có chồng còn gì đi ra đường nó, khi nó gặp như trẻ trẻ gì có chồng có con, nó gặp nó tưởng nó chưa có chồng, đi ngang nó kêu ép mình Nam Mô A Di Đà Phật, làm câu vậy đó. Cỡ lớn tuổi như bà Chuyển mà ra đường còn có cái ông đóng chọc,
Năm mấy tuổi mà bà tu với bà sáng sủa đi ra đường gặp cái ông sáu mấy tuổi chọc. Chọc bà nói Nam Mô Di Đà Phật. Cái mình là người niệm Phật mà, mình dùng câu Phật hiệu này trong mỗi lúc mỗi nơi luôn quý vị. Cái phước báo bị lớn biết bao nhiêu nói chưa. Mà cái gia đình mà niệm Phật đó nghe, cái gia đình này có tai nạn gì ập xuống đi chăng nữa cũng không đến nỗi nặng như cái gia đình không tu. Nó nên thỉnh một bộ tượng Phật á, gia đình của mình thờ bộ tượng Phật, trong nhà để niệm Phật xuyên suốt. Quý vị coi cái kiếp nạn nhân sinh con người nó càng ngày càng nhiều. Những đức nói với vị nghe chứ hàng Phật tử này nè, thì tin 100% đi, có phước là có phần à. Quý vị muốn có phước phải không? Dưỡng tâm. Dưỡng tâm là phước lớn nhất. Nhớ kỹ, dưỡng tâm là phước báo lớn nhất. Khi mình dưỡng cái tâm mình an lạc, niệm niệm gì người, làm việc thiện vô cầu, không có cầu gì cho khả năng mình hết. Chửi người mình cũng vì bản thân người ta mà mình quất người ta luôn, mình chửi người ta luôn. Thì quý vị mà có cái tâm đó đi, phước duyên quý vị nó lớn cỡ nào chứ quý vị thấy. Phước duyên lớn lắm. Có nghĩa là từ từ tu từ từ rồi không còn cái ý niệm về bản thân cá nhân nữa. Quý vị mà làm được bao nhiêu phần trăm thì lợi ích bao nhiêu phần trăm. Nãy phát phiếu cho một số các cô, mấy bà không có phiếu, mặt chầm dầm chùa. Nhưng Đức nói tờ mấy bà dở chứ ghê. Cái hàng người ta sắp một hàng bỏ một hàng, một hàng bỏ một một hàng, sắp hai cái hàng thì nó bỏ một cục gạch, thấy không? Ngày mai Như Đức lên sắp cái vị ngồi, một số mấy bà mà còn ở đây sớm sớm mấy bà sẽ thấy, mấy bà khỏi cần cái phiếu bà cũng lên tới trên mà ngồi. Mấy cái cô mà có phiếu là cố định, còn mấy cái bà không có phiếu là mình bước vô trong cái hàng trống chứ giữa đó mình ngồi vô. Đó, mình ngồi vô thì xong rồi. Tại nó còn nguyên lỗ trống mà lần nào chùa mình á, cái chánh điện có bao giờ mà cái đường gạch nó còn trống đâu. Nên ai mà đến sớm thì tự nhiên mình vô đó mình ngồi. Mấy cô đứng sắp xếp sắp vô cho quý vị ngồi. Thì từng nào quý vị cũng không có phiếu, nhưng mà quý vị dẫn vô trong ngồi bình thường gì đâu. Phải không? Cái gì đâu buồn quý vị. À, thấy nghe pháp bao nhiêu năm á, mà một cái việc mà vì người ta, người ta có mình không có mà lương tâm đã là như vậy rồi, vậy thì người này không đặc biệt. À, đó, sống làm sao mà nuôi được cái tâm trạng của mình. Đừng có tâm ích kỷ mà tự nhiên bản thân mình tự hủy hoại cái huệ mạng của mình, uổng lắm. Uổng lắm vậy ô. Nó giảng pháp thì ô công nhận thầy giảng này hay quá trời, hay chỗ nào cũng không biết. Thôi, nó hay cái chỗ mới vừa nói á, niệm niệm gì người, đừng có cá nhân mình mà trở thành người ích kỷ. Hay đó, đoạn đó hay đó, áp dụng đi. Nhưng con người chúng ta ai cũng đa phần là chúng ta đều có cái tâm ích kỷ. Nhưng mà có những cái ích kỷ mà mình lấy được, còn cái ích kỷ mà không lấy được thì xả ích kỷ đi. Người vậy thì quá khôn quý vị. Ví dụ như giờ Nhận Đức đi, bây giờ chùa chiền đi, nếu như mà bây giờ cho Nhận Đức chọn lựa, Nhận Đức sẽ chọn có chùa chiền để nuôi các cụ già niệm Phật giảng sanh. Đó là tôi cũng là vì người, mà tôi cũng có tiện bề để làm việc lợi ích cho chúng sanh, để tôi tu phước tu duyên lui tuôn, tôi cũng có cái ích kỷ nằm bên trong. Nhưng nếu cái ích kỷ này mà tôi không làm được là tức khắc tôi xả cái ích kỷ này cho tôi không buồn. Buồn chi? À. Nên cái đặc biệt của chúng ta là luôn luôn giữ được cái trạng thái mình đặc biệt. À. Xả đi những cái không vừa lòng không vừa ý mau nhất. Cái mà buồn giận đồ xả mau nhất. Quý vị biết rằng người ta ngán quý vị nhất á,
là đụng trong cái trường hợp nào quý vị cũng có sân si giống người ta, nhưng mà xong rồi là quý vị trở lại trạng thái bình thản liền. Nhớ, đây là ta sợ nhất cho quý vị. Tại vì nếu quý vị không có một chút sân si gì hết trơn là không phải phàm phu. Nên có những lúc đụng trong cái chuyện quý vị bực bội, quý vị hãy hiện cái tướng bực bội, nhưng hiện chút xíu bỏ mất tiêu liền thì đúng là dữ dằn. Hiểu không? Đó, đâu gì đâu. Nên á, quý vị khi mà nghe đạo mà thật sự mà áp dụng thì quý vị thấy đúng là Phật pháp nó hay quá, Phật pháp nó quá hay. Nên những đức á, trong lòng mình nghĩ nè, nhà nhà mà có thờ Phật Bồ Tát á thì tuyệt vời quá. Thật sự mà nói cái đầu của mình á, một cái đầu mà suy nghĩ nhiều thứ quý vị ơi. Ví dụ như nó thiệt cái như cơ thể của những đức á nha, mà những đức mà chỉ cần mà ngưng làm việc đồ chừng vài ngày thì cơ thể những đức phải re, nó khỏe dữ lắm. Nhưng mà có cái làm việc suốt, mà bản thân tứ đại mà làm việc nhiều thì từ đầu óc mình làm nhiều quá thì nó phải ảnh hưởng. Nên những đức nói chùa mình bây giờ là cái điểm tặng tượng Phật rất là nhiều, nhưng mà còn thất bại ngay chỗ này nè quý vị. Thất bại ngay cái chỗ là khi mà tặng tượng Phật á, là đúng ra có một cái ông nào trong chùa mình mà ông đứng ra rồi bố trí một số mấy chú, khi tặng tượng Phật là ông nói cho rõ ràng, ông nhắc người ta, rồi xong á ta ngồi tại chỗ đó rồi phát phiếu rồi qua thỉnh tượng liền. Chứ đừng có để như ngày chủ nhật mà ta thỉnh tượng Phật mà ta nhào nhào với người ta nhận cái phiếu, thấy nó cũng kỳ. Thì từng nào cũng tặng mà, hiểu không? Nó cái mà quý vị biết trong cái cuộc đời này, quý vị kiếm một người mà trước bao nhiêu con người mà làm việc này việc kia trước công chúng khó lắm quý vị. Như Đức nói công nhận là nó khó thiệt á. Nó lên ở bên kia, những đức có cánh tay đắc lực là những quan á, ta đắc lực á. Những đức chỉ cần chỉ điểm gì một phát thôi là làm răm rắp đặc biệt thành công. Giống như á, những đức nói bây giờ những quan coi bố trí nghe cái chùa mới nè, số lượng 200 cụ ra ở, nghe nói vị phong phỏng đó. Thì bây giờ những quan ra tính tất cả giường sắp vô vô trong phòng hết trơn coi được bao nhiêu, tính ra kỹ hết nam bao nhiêu nữ bao nhiêu, ghi ra nghe. Nói một phát thôi, những quan qua ông sắp xếp ông tính kỹ hết trơn rõ ràng đâu vào đó, ông trình sổ như đức. Khi ảnh trình sổ như đức là như đức nói ông này làm mà có đầu óc, làm có đầu óc, thấy không? Giống như bây giờ cầu thủ mà đá giỏi nhưng mà phải cần có người làm bàn chuyền bóng chuyền cho đẹp. Giờ mình đá giỏi mà nó chuyền sao đích, mình không hỏi sao đá. Thằng cầu thủ đá giỏi, cái thằng chuyền bóng phải giỏi, chuyền làm sao mà chuyền ngay mặt mình, ngay chân mình quất một phát là vô liền. Nghĩ đi, tại vì họ có khả năng đá banh, còn mình chỉ là có khả năng chuyền banh thôi. Nên bản thân mình hãy chuyền banh cho người ta đá vô, ai thành công cũng được, miễn chúng ta thắng là được rồi. Hiểu không? Bây giờ mà kiếm người chuyền bóng mà chuyền không ra này, chứ đừng để chuyền đá bóng. Nó chỉ đạo công việc làm mà còn không làm rõ ràng được. Hiểu không? Nó thấy không? Dạy quá trời kỹ luôn, nhưng mà kiếm một người mà có đầu óc thật sự đặc biệt thì không tìm ra. Bởi vì Hòa Thượng nói ông cố gắng ông đào tạo ra một hai người giống ông, nó khó lắm mà Thượng ơi, nó thiệt luôn. Bây giờ con kiếm người mà đào tạo ra được 90%, 80% như con thôi, con đã không biết tìm ở đâu ra để con đào tạo luôn, nó thiệt khó lắm quý vị à. Một con người mà mọi mặt từ khi còn nhỏ tới lớn gặp nhiều thứ khổ nè, móc cống nè, chịu chửi, chịu bị quýnh nè, bị la, bị gầy nè, chịu nhục nè, mọi mặt đều chịu qua hết trơn để đào tạo ra một con người đó trong mọi hoàn cảnh để mà sống, hoàn cảnh nào bỏ vô cũng được. Bây giờ những đức nói thiệt chứ, cái vị đem những đức bị bỏ vô chỗ làm gái những đức cũng sống được, nó thiệt luôn á. Hiểu rồi quý vị,
Nguyên lý mình hiểu rồi. Bây giờ quý vị coi sống với mấy bà cụ già trong chùa đâu có đơn giản. Thật sự mà nói nó mạnh dạn câu không đơn giản chút nào. Bởi vì nhiều người đừng có bao giờ nói rằng cái ngôi chùa đó tu dữ lắm á, nghe không? Cái ngôi chùa đó là giảng sanh dữ lắm á, nghe chưa? Cái ngôi chùa đó miên mặt niệm Phật dữ lắm á, nghe. Một ngày 4 thờ tu dữ lắm á, nghe chưa? Cái ngôi chùa đó nghiêm khắc lắm, nghiêm túc lắm. Nhớ kỹ, ở trong cái cõi đời này cửa nào cũng có lọt ra chứ. Hãy nhớ kỹ nghe. Đừng có bao giờ đặt một cái hy vọng gì trong cuộc đời này quá cao, coi chừng bị thất vọng đó bạn. Tại vì đời đạo gì nó cũng có kẻ đúng người sai hết trơn á. Chứ không có hoàn toàn như bạn nói nó quá đẹp gì đâu. Chừng nào mà bạn cảm nhận rằng mặt trái mặt phải gì nó cũng tốt, tại vì tin sâu nhân quả thì bạn thấy cái gì nó cũng tốt hết trơn. Thì bạn đạt tiêu chuẩn rồi đó. Nên những đức từng chia sẻ một bài Phật pháp á, đừng đòi hỏi hình thức công bằng, hãy tin sâu nhân quả. Thấy không? Hình thức đừng có đòi công bằng quá quý vị, mà hãy tin nhân quả. Vậy thì quý vị là người không có hụt hẳn đâu. Giống như có cái anh này cách đây 3 ngày lên gặp Như Đức nói một câu: thầy ơi, con mà không nghe thầy giảng con rớt đại thầy. Con lại một ngôi chùa, xong rồi cái vị này trong chùa nói chuyện ngọt và nói chuyện hay, đừng có nói nữa. Con thấy vào công nhận gì người tu gì mà quá dễ thương, nói chuyện gì đâu mà đặc biệt quá. Xong rồi con cũng có điều kiện thầy, con cúng dường phụ trợ đồ quá trời luôn. Thời gian sau cái con làm ăn cái nó không có được như cái lúc đó thầy. Cái tự nhiên con thấy trở mặt với con 100% luôn, trở mặt rõ ràng luôn. Xong con mới nhớ lại lời của thầy giảng, nói thầy đã từng giảng rằng đặt lòng tin vào con người thì cũng đừng nên thất vọng con người. Đúng không? Vì con người phàm phu quý vị, họ lúc này lúc khác. Cái tâm của phàm phu tuy miệng nói vậy mà làm thì khác. Không phải như lời nói mình nói đâu quý vị ơi. Bây giờ nói đâu xa lạ người mình không sống chung. Cả vợ chồng mình sống với nhau đây nè. Mà có khi mà chồng mình nói nó thương yêu mình, nó hứa hẹn với mình sông biển núi non gì nó hứa hẹn, mấy sông cũng lội mấy đèo anh cũng vượt qua để gặp em. Vậy mà khi mà nó sống với mình rồi, vừa nghe mình bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, cái thôi là trở mặt quay lưng. Có không quý vị? Có mà. Hoặc là một ngày nào tự nhiên gặp một cái nàng tiên cá nào dễ thương được đường chút, nói chuyện ngọt hơn vợ, cái tức khắc người ta đáp qua. Cuối cùng cái không có còn cái lời hứa hẹn nó như ban đầu với mình nữa. Không lẽ mình bị phụ bỏ, không lẽ mình đi cắn lưỡi tự tử? Hiểu không? Đừng có cắn lưỡi làm chi, buồn quá cắn bông tay thôi. Khi nghe câu này xong á, có chồng được ngồi kế bên quay qua hỏi: anh có gì không anh? Hiểu không? Nó nên bản thân mình quý vị ơi, sống trong cuộc đời này tin sâu nhân quả, còn chưa tin sâu nhân quả đó thì cỡ nào đi chăng nữa cũng chừa một chút con đường lui của mình. Tại vì mình còn bèo quá, lỡ có gì gục ngã giữa xa trường khổ lắm. Cỡ nào cũng còn con đường lui. Nhưng quý vị nghe những đức giảng là 100% quý vị sẽ có con đường lui, chắc chắn luôn, không đến nỗi tuyệt đường đâu. Thấy không? Nên con người sống trong cuộc đời này làm ăn thì có những lúc làm ăn được, có những lúc làm ăn không được. 100% những đức khuyên quý vị đừng có đặt vấn đề quá gì gia đình giàu. Nó có phước là nó giàu, nó có phước là nó giàu, yên tâm đi. Nó mà không có phước vị, con cố gắng đi chăng nữa nghèo nó vẫn nghèo, nghèo hoài luôn. Nên những đức khuyên quý vị dưỡng cái tâm đi, dưỡng cái tâm quý vị bình an á. Bây giờ cỡ nào chăng nữa chúng ta cũng có ngôi chùa,
Mà thứ bảy chủ nhật là chúng ta về đây chơi rồi, vui rồi, đúng không? Đây là điểm du lịch tâm linh đặc biệt này quý vị. Vừa là mặt du lịch tâm linh mà lại vừa có thiền Bát Nhã đưa quý vị qua bờ giải thoát. À. Nó. Thật sự mà nói trong cái cuộc đời này, bản thân mình đến với con người mình cũng nhiệt tình lắm quý vị, như bản thân những đức là nói thật chứ rất là nhiệt tình đối với mọi người á. Nhưng mà có nhiệt tình cỡ nào thì có những người ta cũng không vừa bụng mình à. Tại mình không có thể nào mà bao trùm được hết trơn quý vị ơi. Như hồi nãy mà đưa phiếu á, cũng mấy bà mới bà dặn những đức. Dặn gì sao thầy không đưa phiếu cho cô? Nó hết trơn rồi lấy gì đâu mà đưa. Hiểu không? Nên từ nơi đó nó thôi đừng có dặn nữa. Có dặn nữa đi gao không múc ly nước uống đi. Không thôi chú tôi đãi xì tin chú. Đãi xì tin chú uống tin tin hết buồn. Quý vị. Ồ. Nó nên á, trong công việc nào cũng vậy, người ta có cái khó của người ta quý vị. Như mấy cô mà nó cũng hết lòng, nhóm Liên Xa rồi cũng nhiệt liệt hết mình, rồi cũng bị la thấy chưa. Tu hành mà không bị la sao biết mình là đại ca chịu tu. Đúng quý vị. Liên Xa ngày xưa ngoài đời là cũng văng á, lên bờ xuống ruộng á, phải văng tầm thường đâu nghe. Nó giờ nhiều ông nam ở đây mà ngày xưa ngoài đời muốn nhậu với Liên Xa cũng hơi bị yếu á. Ừ vậy mà bây giờ vô đây á, mà phục vụ tam bảo đồ tu hành đồ là cũng phải gặp văn, mà phải cỡ nào cũng có cửa một chút mới lãnh đạo được cái nhóm đó quý vị ơi. Đâu có giỡn đâu. Còn mà Diệu Quang là bả cũng là văn má mì ngày xưa ngoài đời á, không phải giỡn đâu nghe. Không phải văn tầm thường đâu quý vị. Bả ngày xưa ngoài đời là mấy em cao cấp á, bả nắm trong tay á. Bởi vì mà mình mà nói mà không có một chút bản lãnh gì hết trơn, không dễ đâu quý vị. Không dễ lãnh đạo một số dàn nữ này đâu. Chứ nó nhìn họ vậy chứ họ ngoài đời là văn cũng là lên bờ xuống ruộng, trừ khi mấy đứa nhỏ nhỏ chưa biết gì, chứ ngoài ra một số cô lớn lớn là ngoài xưa ngoài đời cũng không phải đơn giản á. Ừ nên á, bây giờ muốn lãnh đạo cái đại chúng mà mấy ngàn người này quý vị, cái người lãnh đạo đó không phải là cái chuyện mà quý vị học bao nhiêu kinh giáo đâu, mà quý vị phải là người thật sự ở trong cái xã hội này. Bao nhiêu dạng con người quý vị phải ở trong đó mà quý vị sống được. Thấy không? Chứ không phải là bao nhiêu cái bài kinh, bao nhiêu bài kệ rồi quý vị thuộc rồi quý vị đem quý vị áp dụng cho họ đâu. Mình áp dụng cho họ rớt hết trơn à. Mà đâu có áp dụng được đâu quý vị, đâu có dùng được đâu. Thấy không? Nên trong nhà Phật cái hay nhất quý vị bị tiếp nhận Phật pháp là ngay chỗ nào? Quý vị có giác ngộ hay không á? Giác ngộ được bao nhiêu phần trăm? Ví dụ bây giờ mấy đứa nhỏ nhỏ là vừa nghe đạo này cũng là cái gì các con? Bây giờ các con thấy hiếu thảo với, bắt hiếu với cha mẹ tốt không? Không phải không? Bắt hiếu tốt không? Cái đứa nào nói bắt hiếu là tốt con đưa tay ngay. Bắt hiếu là tốt, đứa nào đưa tay lên bắt hiếu là tốt. Cái chuyện mình bắt hiếu với cha mẹ mình là tốt, đưa tay ngay. Rồi vậy thì chỉ cần một câu vậy thôi thì các con sẽ biết được là hiếu với cha mẹ là tốt, thì các con giác ngộ rồi. Hiểu không? À, bây giờ nhà đứa hỏi các con này, các con nói lời giả dối với cha mẹ tốt không? Bé nào mà nói là giả dối với cha mẹ, nói lời gạt cha mẹ, hỗn với cha mẹ, kênh với cha mẹ, nghinh với cha mẹ mà tốt, đưa tay anh coi.
Còn cấp tiền của cha mẹ là tốt, đưa tay lên coi. Rồi đi học về mà không phụ cha mẹ gì hết mà tốt, đưa tay lên coi. Các con thấy những điều đó tốt không? Không phải không? Thì các con quay lại cái việc đó là các con đừng có làm, mà các con nói chuyện với cha mẹ cho đàng hoàng. Các con đừng có nói lời giả dối với cha mẹ, rồi cha mẹ la gầy các con đừng có kênh lại. Mình đi học về phụ được cha mẹ gì phụ liền. Nếu như các con mà làm vậy thì các con là người giác ngộ rồi. Mấy bé nhỏ các con biết á, tại sao mà các con học tập mà các con học chậm không? Tại vì cái năng lượng của con kém quá. Những đứa nhìn từ cặp mắt các con do học mà đơ giống gì. Những đứa có trình độ học gì đâu, mà những đứa đi vô chùa mà những đứa học nhanh kinh khủng luôn. Học rất là nhanh. Các con biết á, những đứa chơi môn nào cũng vậy chứ nghe. Từ hồi cấp ở dưới quê hồi xưa chơi cái gì, thí dụ như mình để ý, quan trọng là để ý các con, chú tâm, quan trọng là chú tâm thì mới học được. Nghe giảng bài cũng phải chú tâm. Bất cứ thầy cô giáo nào giảng đều có cái hay chứ, 100% các con luôn. Nhưng mà do các con không chú tâm nên các con không có học được. Không có học được. Ví dụ như các con vô trường học nghe, mà bạn nào bị la gầy, bạn nào bị kiểm điểm này kia, các con hãy nhìn từ cái mặt trái đó mà các con đừng làm là các con là người giác ngộ. Bây giờ mình còn đi học gì mà nhỏ xíu tuổi gì thôi, mà đi học á mà quen bạn trai được, các con thấy tốt không? Còn nhỏ xíu tuổi gì nè, thấy tốt không? Không hả? Thì không. Mà không thì có nên làm không? Không, đúng rồi. Thấy nó không tốt thì đừng có làm. Vì mình còn nhỏ, mình lo mình học đi các con, đúng không? Còn nhỏ mình giữ cái tâm mình hồn nhiên, mình lo học đi. Rồi sau này mình lớn mình càng yêu yêu. Còn giờ còn nhỏ quá, yêu sớm quá, học dở lắm, đúng không? Đó. Nên mấy đứa nhỏ bây giờ quý vị tội nghiệp, học nhiều quá. Nên những đứa nói á, cỡ cô Diệu Sưng mà con cổ nó già hơn cổ mà. Cô Diệu Sưng hôm nay nhiêu tuổi rồi? 50 phải không? Con của bà năm nay mới mười mấy tuổi mà. Tội nhỏ vô tội nghiệp ghê. Khô khan cằn cỗi giống như bà già. Nói mà nó nghe cho nó cũng buồn lắm đó quý vị. Bấm điện thoại viết già háp luôn, thấy chưa? Bây giờ mấy đứa nhỏ nhỏ này, các con muốn các con đẹp á, học thì học, nhưng có những lúc rảnh những đứa khuyên các con á, các con thử niệm Phật đi, các con sẽ là một đứa đặc biệt khôn thông minh, thông minh lắm. Vì nhớ nghe vị bị ngồi ở đây nè, khi bị làm việc gì mà mệt mỏi căng thẳng thần kinh nghe, đây là cái môn mà nó, cái môn niệm Phật mà nó dịu thần kinh cấp kỳ luôn. Mấy vị để ý nghe, khi con người mình mà hao năng lượng, mắt mình mờ quý vị. Lúc vị đang căng thẳng mệt mỏi, mắt quý vị nhìn nó lèn lèn, nhìn mờ. Vị thử nghe, cặp mắt quý vị đừng có nhắm luôn, nhắm luôn thì nó nhau, nên nó vừa vừa vậy thôi. Khép mi lại chút xíu thôi. Vì dùng phương pháp thở mà hít sâu, hít bằng mũi thiệt sâu nghe. Nè, để ý nè, 10 câu thôi, thần kinh dịu liền. Mở mắt ra, mắt sáng lắm, 100% luôn, những đức để ý à. À, chịu cái hơi lại, niệm cái câu bằng cái miệng. Lúc niệm cái miệng thì cái hơi đó ra lại. A Di Đà. A Di Đà Phật.
10 câu thôi. Tự nhiên hình như hoàn toàn thần kinh của mình dịu lại hết luôn. Mở mắt ra cái con mắt mình nó rất là sáng quý vị à. Để ý rõ ràng luôn á. Đây là phương pháp dịu thần kinh nhanh nhất luôn. Quý vị coi, ta mà ho hen cảm sốt bệnh đau, làm gì có cái chuyện giảng pháp đầm rầm hoài. Vì thấy những đứa có nghĩ đâu, vì thấy những đứa lên công chúng không rầm rầm thấy không. Nếu mà ai mà có được cái nguồn năng lượng để bị sống thì thôi tuyệt vời rồi, quá đặc biệt. Nó quý vị nên gây dựng cái năng lượng cho bản thân mình. Mà cái năng lượng là giúp cho bị vui nhiều lắm, 100% luôn. Mà cái năng lượng là ngay chỗ nào, những việc gì buông được thì buông đi. Bây giờ nghèo quá trời nghèo mà buồn với cái nghèo hoài nó cũng có giàu đâu. Xấu quá trời xấu mà cứ đau khổ với cái xấu hoài nó có đẹp không? Nên chúng ta cảm thấy rằng mình chấp nhận cái mà mình đang được đi. Những đứa thấy coi ở nước ngoài có một cái quốc gia mà có một cái bộ tộc ở trong cái quốc gia đó. Bởi vì biết gọi là bộ tộc người dân nghèo, sớm nghèo. Quý vị biết rằng là cái sớm đó quý vị, họ chạy là cái lỗ cống. Họ ngay cái chỗ lỗ cống, họ đứng ngay chỗ đó, họ đi vớt quý vị, vớt mấy cái ruột gan mà ta luyện vô, mấy cái đồ mà ta bỏ vô bọc, ta vứt bỏ đó, trôi xuống họ lụm mấy cái đó. Rồi mấy con heo bị sình thúi luyện xuống, họ lụm về, họ kho lại họ ăn. Thấy không? Nếu mà nghĩ ra mình thì mình đâu đến nỗi như người ta đâu quý vị. Bây giờ nãy vậy, thế giới vẫn còn nhiều bộ tộc mà con người người ta vẫn còn ăn thịt sống. Rõ ràng người ta coi một bộ tộc chưa hẳn gọi là hoàn toàn ăn thịt sống, nhưng mà bắt được một con chuột là nướng như là mình thui lông thôi, rồi xong nó xé ra còn máu không, nó ăn. Kinh không? Thì quý vị thấy không, quý vị có nghèo khổ gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn sống ở một cái quốc gia mà bản thân chúng ta còn nghe được đạo pháp. Không tệ. Quý vị mà nghe gì rồi, con người mình có chỗ đứng lắm quý vị ơi. Mình có chỗ đứng lắm với lương tâm mình lắm. Đó nên á, bây giờ á, bệnh tình này kia nhiều lắm. Nên tập niệm Phật. Mấy đứa nhỏ nhỏ này nè các con, hiếu với cha mẹ niệm Phật đi, nó có phước nó trong cái kiếp nạn nó vượt qua. Con nít mà hỗn với cha mẹ quá nghe, chết sớm. Hỗn với cha mẹ quá chết sớm. Tại vì sao? Khi hết phước là nó chết. Bây giờ các con có học giỏi cỡ nào giỏi mà một đứa con nít mà hỗn với cha mẹ là không thành đạt gì sao đâu. Không có thành đạt gì sao đâu. Những đứa nói với các con nghe nghe, các con mà lanh lẹ vui vẻ hoạt bát, gặp người biết hỏi han nha, dù là không có bằng cấp cao nhưng mà sau này các con sẽ kinh doanh về mặt khác chứ không phải đi làm công. Một đứa mà từ khi còn nhỏ mà tập mình lanh lẹ nhạy bén, gặp người hỏi han, hoạt bát, gặp người biết gần gũi, đứa này sau này sẽ kinh doanh về ngành buôn bán. Kinh doanh về ngành buôn bán đâu cần trình độ cao quá, nhưng mà đứa này nó làm chủ. Nên các con nhớ, còn nếu các con học tập qua máy móc á, hiểu máy móc không? Có nghĩa là học tập theo chiều hướng của bằng cấp á, là máy móc. Sau này các con có bằng cấp cao cỡ nào, đa bằng các con đi làm thuê. Nhưng mà một đứa học được cuộc sống nhân sinh, lanh lẹ, nhạy bén, vui vẻ, gặp người chào hỏi, hoạt bát, đứa này tương lai làm chủ gì nó bên ngành kinh doanh buôn bán. Làm chủ. Chưa chắc các con học dở mà con thất bại đâu, các con đừng có buồn. Đứa học giỏi thì cứ cố gắng mà phát triển. Đứa mà học dở thì chúng ta coi tiềm năng mình chỗ nào, phát huy tiềm năng chỗ đó. Những đứa nói 100% các con chỉ cần học được hoạt bát, vui vẻ, gặp người chào hỏi, lịch thiệp, nói chuyện, biết nói chuyện với mọi người, bảo đảm với các con đời các con không bao giờ đi đến con đường thất bại. Chắc chắn. Bây giờ bằng cấp tuy là nhiều nhưng thất nghiệp cũng nhiều lắm. Chúng ta thấy rõ ràng, quý vị phải công nhận là bây giờ bằng cấp thừa quý vị ơi. Ngày xưa mà cái bằng đại học nó có giá trị vô cùng,
Nhưng mà bây giờ cái bằng đại học quý vị cũng chưa nói lên gì đâu quý vị. Thật sự quý vị luôn, bằng đại học quý vị vẫn đi làm công nhân bình thường thôi. Vì người ta thừa quá rồi, vì bằng đại học quá nhiều. Những đức nói nghe, cái bằng đại học của các con bây giờ không đạt bằng cái bằng đối nhân xử thế đâu. Thiệt luôn á. Nếu một đứa bé nào mà thật sự có tiềm năng nha, nhận thức được cái bằng đối nhân xử thế, học đi, nhắm ngay mục tiêu học cái bằng đối nhân xử thế, sau này các con là đỉnh cao của thiên hạ. Vì sao? Có rất nhiều người có cái bằng đại học nhưng họ rất đơ, vì cái đối nhân xử thế họ không biết gì hết, vẫn bị người ta thải qua bên. Nên cái bằng cấp mà đối nhân xử thế là cái bằng cấp đặc biệt nhất, không bao giờ lỗi thời, chắc chắn các con luôn, hiểu không? Nên cái chiều hướng của học tập đừng có bị máy móc. Học là học nhưng phải có thời gian để rèn mình trong cuộc sống nhân sinh. Để sau này các con đối nhân xử thế được, các con mới thành công. Vì nhờ có con người mình mới thành công chứ. Bây giờ các con coi những đức trình độ lớp 3 nhưng đối nhân xử thế của những đức được người ta công nhận, tiếp nhận. Nếu như các con mà có bằng đại học mà đối nhân xử thế mà đạt nữa thì các con là chắc chắn là làm chủ rồi. Ngon quá, đúng không? Đó, nên mỗi tuần đi đến đây những đức chia sẻ những điều này cho các con. Mong rằng các bé này có những tiềm năng, có những tư tưởng nhận thức được. Nên nhìn nhỏ không à, mà được cái duyên này cũng đặc biệt quá quý vị ơi. Nên tuần nào mình cũng chia sẻ gì đi, để cho cha mẹ của các cháu có tư tưởng. Ít gì dạy con quý vị nó cũng có khả năng nhận thức một chút. Thêm cái nữa, đừng có bao giờ đưa con vào cái sở học máy móc, coi chừng sau này nó có tác dụng phụ. Vì học tập máy móc về sau cái bộ máy này nó sẽ trả lại quý vị đó, vì nó máy móc quá. Nếu như quý vị không dạy nó đối nhân xử thế, sau này cái bộ máy này nó trả lại quý vị, nó chê quý vị là kẻ quê mùa dốt nát. Cái bộ máy này nó là như vậy đó, hiểu không? Nên chúng ta hãy chỉ con mình cái chuyện cảm ơn trong cái cuộc đời này đi, để chi sau này nó cảm ơn quý vị. Còn nếu quý vị đưa nó vào sở học của máy móc thì nguy hiểm. Hôm qua những đứa gặp hai cô này ở bên Trung Quốc về, lấy chồng bên đó. Cô gặp những đứa cô kể nè, thầy ơi thầy, con nói cho thầy nghe để thầy kể cho nhiều người nghe. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Nhiều người nó đưa lên kèo ngon, nhà giàu. Giàu thì làm gì đi cưới người nước khác. Mà đa phần mấy cái thằng mà đi cưới nước khác, coi chừng bên đó nó bị bệnh này bệnh kia, hoặc lết bánh, hoặc là nghèo, hoặc làm biếng, không ai ngó ngàng đến. Đừng có dạy nghe quý vị, đừng có đem đứa con gái đẹp của mình đem bỏ ra nước ngoài. Mấy đứa nhỏ nhỏ đừng có ham tiền các con, coi chừng chạy qua nước người ta khóc mẹ khóc cha không ai hay. Có dễ đâu nghe. Nên thà mình sống ở đất nước mình, làm thuê làm mướn vẫn đặc biệt, còn hơn qua nước người ta mà bị cấm cung ở trong nhà. Mà cái cô đó có nói như Đức nghe, thầy ơi, họ qua đây họ cưới mình thì họ nói là họ cưới mình, họ đi hỏi cưới mình. Nhưng mà mình qua bên nước người ta nói người ta mua mình. Dùng cái câu là mua mình chứ không phải cưới. Ghê không? Đó, đúng rồi, bỏ ra một số tiền mua, rồi phải tiền cò nữa. Mấy cái thằng mà làm mai là cò đó quý vị. Ví dụ như 200 triệu thì nó vài chục triệu cò, có khi vớt gần phân nửa. Thôi quý vị ơi, con mình có nghèo cỡ nào nghèo, cứ sống đất nước của mình đi quý vị, khôn nhất luôn, hiểu không? Nó đừng có ham tiền mà nó khổ lắm quý vị ơi. Những đức nói rằng trong chùa mỗi ngày ăn chay không mà cũng cừ lai rai. Nên những đức dạy các con trong cái cuộc đời phát triển, nhưng các con phát triển vào cái tiềm năng phước báo.
Chứ đừng có chạy theo thời đại quá, coi chừng các con té lộ mèo, khổ lắm. Thôi chúc đại chúng an lạc, A Di Đà Phật. À, mấy bé mà sinh nhật ngày nay lên đây các con ơi. À, chúng ta niệm Phật nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Ai đã mất thì ngay ngày sinh nhật vậy nó ý nghĩa dữ lắm quý vị. À, các cháu không có đòi quà của cha mẹ ngay ngày sinh nhật, mà chúng ta chỉ lợi chùa gì thôi, rồi cũng như tu tập để hồi hướng cho cha mẹ mình là hay nhất nghe các con. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ. À, mỗi tuần lớp đạo làm con xong chúng ta có lễ phóng sanh, các cháu được về niệm Phật phóng sanh rồi được nghe đạo nghe, nên cái công đức này rất là lớn. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu, và các cháu có sức khỏe và gia đình bình an hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi tiền nghiệp phá thai, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát đều được hồi hướng công đức này và phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Các con được làm lễ phóng sanh rồi nên tâm thiện, không có giết ruồi mũi kiến gián nghe, không có đập những con vật mà nó yếu hơn mình nghe không các con. À, mình đập nó mình có tội đó. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim các con. A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha.